Xin chào nhà văn Võ Thị Hảo ạ. Vâng, xin chào nhà báo Trần Quang Thành ạ. Ngày 10 tháng 4, Tòa án tỉnh Thái Bình đã đưa nhà dân chủ Nguyễn Văn Túc ra xét xử và đã tuyên một mức án rất nặng nề, 13 năm tù và 5 năm quản thúc. Như vậy là trong hai đợt xét xử, ngày 5 tháng 4 và 10 tháng 4, 7 nhà hoạt động dân chủ trong Hội Anh em Dân chủ đã phải chịu mức án là 79 năm và 22 năm quản thúc. Nhà văn Võ Thị Hảo bình luận gì về những bản án nghiệt ngã này của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong vấn đề đàn áp những người hoạt động dân chủ hiện nay ạ? Vâng, thưa anh, những cái bản án này chứng tỏ rằng là nhà cầm quyền đã rất sợ hãi và họ đã chuốc thêm nhục nhã cho chính mình. Những cái phiên tòa hết sức là bất công. Thứ nhất là họ đã không cho luật sư Nguyễn Văn Đài được có luật sư bào chữa theo lựa chọn của ông mà lại chỉ định một luật sư khác để bào chữa cho luật sư Nguyễn Văn Đài. Cái đấy là hoàn toàn phạm là vi hiến. Cái điều thứ hai nữa là những cái bản án mà dành cho những nhà đấu tranh dân chủ trước đây và hiện nay, như anh vừa nói, đấy là những cái bản án mà vu cáo người ta. Phiên tòa được lập ra chỉ để thật là nhanh chóng xử như ăn trộm và vu cáo người ta những cái tội mà người ta không hề phạm phải. Chẳng có cái gì ở đây gọi là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân hết. Tại vì tất cả những cái điều mà các nhà đấu tranh cho nhân quyền vừa rồi như anh nói, họ tất cả mọi tư liệu về họ đều công khai, họ chỉ đấu tranh ở trên mạng và họ đưa ra những khẩu hiệu rất là nhân văn và có lợi cho đất nước. Chẳng hạn như luật sư Nguyễn Văn Đài đã đưa ra một cái khẩu hiệu là thế này: hãy thay pháo hoa bằng gạo cho người nghèo. Hoặc là họ bảo vệ người dân trong việc bị nhiễm độc bởi Formosa, rồi bảo vệ quyền tự do tối thiểu cho mọi người. Thì đấy là những người họ rất là có công đối với lại nhân dân và đất nước. Đáng lẽ cần phải cảm ơn họ chứ. Nhưng mà lại xử bằng những cái bản án hết sức nặng nề. Với những hành động như vậy là đàn áp rất là tàn nhẫn. Như vậy là một cái vết nhơ và một sự nhục nhã cho những người họ đang bằng việc dùng những cái phiên tòa hà khắc này bịt miệng, bịt miệng của nhân dân và để cho họ muốn làm gì cũng được. Cái điều đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được, và điều đó đã gây ra, như chúng ta đã thấy thì gây ra một cái luồng dư luận, một cái luồng phản hết sức phẫn nộ đối với trên quốc tế cũng như là tại nhiều công dân ở Việt Nam. Và tôi tin chắc rằng nhiều người họ không dám nói thôi, nhưng mà họ biết rằng làm như vậy là chính quyền đã phản bội lại cái lòng tin của họ và phản bội lại những cam kết mà chính quyền đã ký với lại quốc tế và với lại gọi là cái mục tiêu là độc lập, tự do, hạnh phúc mà họ đã trưng ra để mà thu hút nhân dân bầu cho họ. Trong những tháng đầu năm 2018, ở Việt Nam đã diễn ra những phiên tòa rất tương phản, rất trái ngược nhau. Có những phiên tòa xét xử các quan chức Cộng sản về tội tham nhũng và cố ý làm trái, như ông Đinh La Thăng,
như Trịnh Xuân Thanh. Ông Đinh Đa Thăng bị bắt trong vòng có 13 ngày đã có cáo trạng và đã được đưa ra xét xử. Một cuộc từ lúc xét xử đến từ lúc bị bắt đến lúc xét xử là một siêu tốc về thời gian nhanh. Nhưng mà khi xét xử thì thời gian lại rất là kéo rất dài để cho các bên có thể nói được những điều mình cần phải nói. Ngược lại, những nhà hoạt động dân chủ như là Nguyễn Văn Đài và 6 người vừa bị ra xét đưa ra xét xử, có người đã bị giam cầm rất lâu năm, như là luật sư Nguyễn Văn Đài và người cộng sự là cô Lê Thu Hà đã bị giam cầm tới 800 ngày mới được ra xét xử. Nhưng mà các người này khi đưa ra xét xử thì lại một phiên tòa siêu nhanh. 6 người tại Hà Nội chưa đến một ngày xét xử đã có những bản án rất nặng nề. Cao nhất là luật sư Nguyễn Đài 15 năm và thấp nhất là anh kỹ sư Phạm Văn Trội 7 năm. Và đến ngày 10 tháng 4, phiên tòa tại tỉnh Thái Bình xét xử nhà dân chủ Nguyễn Văn Túc chỉ diễn ra có vài tiếng đồng hồ và ông đã phải chịu một bản án rất nặng nề 13 năm và 5 năm quản thúc. Nhà văn Võ Thiểu nhận xét về những cái sự trái chiều này của những cái vụ án mà nhà cầm quyền Việt Nam đang mang ra xét xử như vậy ạ? Hiện trạng mà anh vừa nói chỉ có thể chứng tỏ một điều mà từ trước đến giờ nhà cầm quyền Việt Nam vẫn làm, nhưng mà càng ngày càng đi theo vết xe đổ và càng ngày càng trở nên rất là mất uy tín ở trong lòng công dân Việt Nam cũng như quốc tế, là họ xử những quan chức tham nhũng, họ vẫn quan dù là có thể khác về phe nhóm quyền lợi nhưng mà họ vẫn coi đó là phe ta. Và những quan chức tham nhũng dù tội nặng đến đâu thì họ cũng được tạo điều kiện có thể thuê một lúc rất nhiều luật sư, bởi vì họ có tiền, rất nhiều luật sư đó là bào chữa cho họ, và những cái phiên tòa vừa rồi đã hoàn toàn thoải mái để cho họ, các cái luật sư được chọn không bị ngăn cấm. Và kể cả gia đình của những cái người đó, của những quan chức cũng được vào dự phiên tòa thoải mái, rồi ngay cả những giọt nước mắt, những sự kể khổ của các quan chức cũng được báo chí, truyền thông trong nước Việt Nam đưa tin thoải mái để có thể tha hồ gây những cái sự, chẳng hạn như sự cảm thông, hay là những người bị xét xử đó được tha hồ để đạt nguyện vọng của mình. Thế nhưng mà với việc mà xử với cái phiên tòa rất, những cái phiên tòa rất nặng nề vừa rồi, xử luật sư Nguyễn Văn Đài và những cái nhà đấu tranh dân chủ khác, và trước nữa khoảng hơn 100 người đang bị giam cầm hiện nay, thì các nạn nhân của sự vu cáo ấy đã bị đối xử hết sức tàn tệ, gia đình họ cũng vậy, không được vào. Hầu hết là họ rất là khó khăn để mà được vào dự. Và nếu mà được vào dự thì cũng chỉ một người thôi. Rồi gia đình họ không có phạm tội gì hết, nhưng mà bị bao vây về, nhiều khi bị bao vây về kinh tế, rồi bị, thậm chí có những người đến dự phiên tòa còn bị đánh đập. Thì chúng ta thấy rõ ràng là nhà cầm quyền Việt Nam họ làm những cái việc như thế chỉ có làm cho bản thân họ mất uy tín và làm cho công chúng phẫn nộ và mất đi thể diện ở trên trường quốc tế mà thôi. Tôi thấy việc đó hoàn toàn là không thể chấp nhận được. Đàn áp, tăng cường đàn áp để làm cho phong trào đấu tranh dân chủ tự do phải tan rã, phải lùi bước. Vậy phải chăng những hành động đó của giới cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ làm đạt được những ý đồ như họ mong muốn, thưa nhà văn Võ Thị Hảo? Cái ý đồ mà họ mong muốn nghĩa là họ sẵn sàng mở rộng nhà tù, và họ sẽ muốn là bắt hết tất cả những người, bỏ tù hết những người có một cái tiếng nói hoàn toàn là
công bằng, là vì sự thật và đấu tranh cho quyền lợi của người dân và quyền lợi của đất nước ấy. Họ muốn bỏ tù hết những người đó, họ muốn đàn áp để cho không còn một cái tiếng nói nào dám nói trái ý của họ nữa, thì tất nhiên họ sẽ, trước mắt họ sẽ làm được, họ làm được. Bởi vì khi có súng, có gươm và có mọi thứ ở trong tay, cả cái chính quyền như vậy với cái tiền thuế của dân tiêu là vô biên thì họ có thể làm được. Thế nhưng mà chúng ta đã thấy là từ trước đến giờ có rất nhiều vụ bắt bớ và đàn áp, nhưng mà vẫn có những người họ dám đứng lên đấu tranh và họ không chịu khuất phục. Cụ thể là như luật sư Nguyễn Văn Đài và năm em đã bị xử ở trong cái phiên tòa vừa rồi, bị xử oan trong phiên tòa vừa rồi, cũng là ông Nguyễn Văn Túc đã bị xử 13 năm tù trong phiên tòa Thái Bình, thì họ là những người mà họ đã từng bị tù đày, đã từng bị đánh đập, bị bạo lực cả tinh thần và thể chất, nhưng mà họ có từ bỏ cái mục tiêu của họ đâu. Họ và những nhà đấu tranh dân chủ ở Việt Nam là những anh hùng thực sự. Bởi vậy họ anh hùng, bởi vì chúng ta có thể thấy rằng là ở trên trong thực tế có hai loại anh hùng. Một loại anh hùng khoảnh khắc, tức là một người có thể trong một chốc lát có thể lao vào một trận chiến và có thể liều mình thì cản một cái xe tăng của bên phía bên kia chẳng hạn, thì hoặc là cứu một người nào đó, thì đấy là những anh hùng. Nhưng những anh hùng đó là anh hùng cũng rất đáng trân trọng, nhưng đó là những anh hùng khoảnh khắc, cái đó người ta quyết trong nháy mắt và người ta lao vào, và sau đó thì người ta lại trở lại cuộc sống bình thường. Họ có thể bị thương vong hay là không, nhưng mà lại trở lại cuộc sống bình thường, cái khoảnh khắc dữ dội ác liệt đi qua đi. Thế nhưng mà với những cái anh hùng mà lâu bền với thời gian, là những người tranh dân chủ, những người lên dám lên tiếng theo quyền tự do ngôn luận và bảo vệ nhân quyền cho người dân, đấy là những anh hùng rất là đáng đáng kính nể, rất đáng tôn vinh, thì họ phải lựa chọn một bên là nếu mà thỏa hiệp thì họ sẽ có một cuộc sống bình thường, thậm chí là giàu có nếu thỏa hiệp hoặc làm những điều gì trái lương tâm. Nhưng mà họ đã lựa chọn cuộc sống nói lên sự chính nghĩa thì họ bị o ép, họ đàn áp đủ thứ, và cái tội của họ, họ không có tội nhưng họ lại bị xử nặng hơn, thậm chí gấp 2 lần tội giết người bình thường. Thì đấy là những điều không thể chấp nhận được ở Việt Nam hiện nay, và bản thân tôi cũng như là rất nhiều người lên án việc đó, lên án những phiên tòa vừa rồi của nhà cầm quyền Việt Nam. Cái việc đó không thể chấp nhận được. Việc đó làm cho ngoài cái sự, ngoài việc trái với đạo lý, trái với lương tâm, còn trái với hiến pháp Việt Nam. Thưa nhà văn Võ Thị Hảo, việc đưa các nhà dân chủ ra xét xử một cách chóng vánh với những bản án rất nặng nề như vậy có cản bước cái phong trào đấu tranh dân chủ ở nước ta không? Và những người đấu tranh cho dân chủ tự do có sờn lòng không trong thời gian sắp tới, thưa nhà văn Võ Thị Hảo? Vâng, thưa anh, việc mà đàn áp những cái nhà đấu tranh dân chủ và những người dám cất lên tiếng nói vì sự thật và vì công lý thì đương nhiên là sẽ có những cái hiệu quả trước mắt theo mong muốn của nhà cầm quyền Việt Nam. Đương nhiên là người ta sẽ, nhiều người họ sẽ không dám lên tiếng, hoặc là người ta sẽ thận trọng hơn, người ta sẽ ghim nó ở trong lòng, ghim những điều bất ức ấy trong lòng, rồi đến một ngày sự phẫn nộ lại sẽ bùng lên, không gì dập tắt nổi. Và chúng ta thấy rằng là từ trước đến giờ tất cả những cái chính quyền độc tài, những chính quyền tàn bạo, họ cũng có bao giờ họ dập tắt được hoàn toàn những cái tiếng nói đối lập đâu. Họ có bao giờ, chính càng đàn áp tàn nhẫn thì lại càng thể hiện rằng là chính quyền ấy, nhà độc tài ấy đang vắn số, đang gần, đấy là những cái hành động tự vệ gần như tuyệt vọng. Và chúng ta thấy đấy, những anh hùng vẫn còn. Tôi thì
Tôi thấy rằng là cần tôn vinh những anh hùng họ đã dám đấu tranh dân chủ, bởi vì họ đã phải đối diện với vô số những cái áp lực nhưng họ vẫn lựa chọn, và hết lần này lần khác họ bị tù, họ bị cả gia đình của họ cũng bị o ép, nhưng họ đã chọn con đường này và họ phải trả giá bằng cuộc đời của họ. Họ chỉ để họ đâu phải vì bản thân họ, nếu họ thỏa hiệp thì bản thân họ cũng như gia đình họ sẽ được yên lành, sẽ được lợi lộc nhiều thứ, nhưng mà họ đã không thỏa hiệp, họ chọn con đường đó. Mọi người cần hiểu cho họ rằng họ là vì nhân dân này và đất nước này, chúng ta cần tôn vinh họ và cảm ơn họ. Xin cảm ơn nhà văn Võ Thị Hảo ạ.